Hello, xin chào các bạn, chào các bạn đã quay lại Begin Hell với KT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game một thể loại kiếm hiệp nhưng mà nó cũng Tam Quốc các bạn ơi. Ok, con này là con loạn Tam Quốc 3D trên nền của Thái Bình Thiên Quốc nha các bạn. Rồi, phiên bản này thì chắc nhiều anh em cũng biết rồi ha. Con này đầu vô thì chúng ta sẽ được 200 triệu kim nguyên bảo thường, 100 triệu kim nguyên bảo khóa và 20 tỷ đồng nha các bạn. Chạy nhiệm vụ thì chúng ta sẽ mở full VIP ha, full VIP 33 luôn. Nhập code đồ này nọ thì được skin thần binh, thần thú, tọ kỵ rồi pet cũng như là mỹ nhân đồ ha. Nói chung là quà xịt 20 món. Rồi, để cho nó nằm đây đi, chúng ta sẽ nó sẽ tự chạy nhiệm vụ tân hữu được các bạn ơi. Hữu quan tâm tới nó ha. Ta sẽ đến với thông tin server liền luôn nè. Hình như đâu đây nó sẽ có. Ok, cài nó đi. Đây, thông tin server. Đây. Long tin Open X6 10 giờ ngày chủ nhật. Ngày 25 tháng 8 tặng code Long tin X6. Quà đặc biệt 100.000 điểm tích nạp game khi các bạn làm xong 3 bước bấm like, theo dõi fanpage đồ này nọ ha. Bấm thích, chia sẻ event 5 nhóm các kiểu con đà điểu. Chụp ảnh gửi inbox cho admin nè. Rồi lưu ý các bạn vào game tạo tài khoản các kiểu. Ai, này bỏ qua đi, này hướng dẫn tân hữu rồi. Rồi tải game tại Thái Bình Thiên Quốc.com, tặng mát VIP 33, 200 triệu kim nguyên bảo khóa, set trang bị và nhiều vật phẩm giá trị khác, quà tổng hợp 20 vật phẩm gồm danh hiệu, danh tướng, mỹ nhân, thời trang ảo hóa. LTQ nè, loạn Tam Quốc đó. Quà Long Tinh nè, S VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5, VIP 6, chủ nhật vui vẻ có 4 code. Nhập code tại link ha. Đây. Event Long Tin, event đua top, Donnet rồi nhóm game đồ nè. Big update các sự kiện liên server. Trên quái săn bot BK và nhiều hoạt động hấp dẫn khác ha. Rất nhiều luôn. Đây thông báo fan cứng nè, fan cứng là nhận được 100.000 điểm tích lũy nè, fan mềm cũng được 100.000 fan mềm là được 100.000 xu. Ok này gì à, event đây là quà hoạt động event đua top. Đây kéo lên đó. Event đua top thì ở đây chúng ta có đua top lực chiến top 1 là sẽ có được 100.000 kim nguyên bảo, bộ ảo hóa tiên kiếm mát, 50.000 quân công, 300.000 điểm liên server, 3 triệu kim đỉnh, quà đặc biệt vinh danh đặt tên server. Ở đây thì top cấp độ cấp tối đa là 250, 100 triệu kim nguyên bảo, danh hiệu Hoành Tảo Yên Quân nhân 100, Văn Khúc Hổ Phù nhân 9.999, Võ Khúc Hổ Phù là nhân 9.999 luôn, Lập Tồn Tham Lan cũng vậy luôn. Rồi đây top Donnet, 8 set Văn Thao Mát nè ha, 8 set Phù Ấn VIP nè, 8 set Càn Khôn Âm Dương Mát nữa nè ha. Rất nhiều hoạt động rồi, từ lưa học mưa hoạt động thì suốt ngày luôn nè. Bây giờ để đi nhập code cái đã. Đây này quà tích nè các bạn. Rồi quà nhận nè, nhận quà chúng ta đang ở đây, event server mới. Nhưng mà chúng ta lộn bên rồi, phải quăng cái này qua bên này. Này dục ra đây đi, còn ở đây thì này copy quăng vô. Ủa đây cũng có luôn mà. Trời ơi đây nè. Ở dưới này cũng có nè, S1, S2, S3 nè. Trời ơi, đây
x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 rồi chủ nhật vui vẻ 28 tháng 7 nè hả, 4 tháng 8 nè hả, rồi 11 tháng 8 rất nhiều luôn, rất nhiều code luôn. Đây. Rồi rồi đó. Cái nữa, đó. Ủa. À. Rồi giờ thì vô mà nhận quà thôi chứ nói gì nữa anh em. Đây, bỏ qua. Đây, phần nhận quà đó. Ui. Một cái cánh nữa. Ok, cánh gì thích gì hước hạch lưu kim đây thêm một cái cọ kỳ kỷ nguyên chiến xa cánh thì lãnh nguyệt hoa hồn rồi tọ kỵ vong linh chiến khí này thì chắc cánh rồi lam khổng tước rồi lạc hồng thủ linh rồi xích hà chi quan rồi băng tuyết tuệ linh tuệ tinh gì đó rồi lỗ quân trận có trận pháp luôn anh em rồi ở đây chống chân cái gì nè vòng sáng gì đó rồi túi này là 20 vật phẩm bây giờ là mở ra nhận 20 vật phẩm luôn đây sử dụng đó ngạo thế quần hùng giờ là nâng hết cái đống này lên thôi rồi đồ ngon đồ thơm quá trời thơm luôn đây giờ là nâng nó lên ha đó vô tư có gì nữa đây để cho nó lên rồi còn nữa không như hết rồi thần binh đồ này nọ ui lắm đồ thế bồ này bộ mít bộ voi gì nè này. Ok còn ủa còn nữa hả đây 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 kế bên cái mít nó dài quá không thấy các bạn đó rồi đây nữa đâu rồi đây này tọ kỵ thì phải đi qua mấy event khác kiếm về chứ á cái bên này có cái chiến xa gì đó nhớ đâu rồi ui hai cái luôn hả ui mô tô cũng ok nè tọ kỵ này cũng ngon nè trời ơi kỷ nguyên chiến xa cũng thơm nè nhưng mà đi mô tô đi cho ngồi cho nó sang trọng ha như là ảo hóa rồi hay gì á rồi ở đây thì cánh hồi nãy thì cũng mới nhận được một hai cái cánh luôn cánh mới rồi ở đây hình như cánh này cũng mới nè rồi đây còn hai cái ồ nhiều ha rất nhiều event là lái xe đồ này nọ nhận tích lạp cũng như là nhận skin đồ ha rất nhiều ok hết rồi đó hoài rồi không thấy bộ nào trên người hết mặc bộ này hả ơ kìa tại sao nó không mặc cái áo đâu rồi ta đây áo này có bộ đẹp hơn nè trời ơi lên ngựa à không nó ngon lành không trời ơi quá trời ngon luôn các bạn ơi ok giờ lại đi đánh quái đánh boss rồi chạy ải để mở thêm nhiều hoạt động nữa ha nó có điểm danh 7 ngày nữa nè 7 ngày nhận mỹ nữ đúng rồi chúng ta còn mỹ nữ đâu mà còn danh hiệu đâu nữa ôi nhiều vô tư này phúc lợi điểm danh có điểm danh bùa không bổ sung tất cả đó rồi mấy cái xe vào mà cuối tháng là bao ngon luôn các bạn ơi nhiều event điểm danh bù rồi nữa điểm danh bù là ăn hết luôn á rồi rồi sôi nổi đâu rồi trong túi đây có mỹ nhân ủa cái này cái gì ta làm ủa nó là cái phi phong nhưng mà hình như là mình chưa mở cái phi phong
có nhiều cái lắm, cái danh vọng danh hiệu gì đi nữa nè. Đó, ngạo thế quần hùng, ok. Ở đây còn nữa, tranh đoạt sanh sát, lộn sinh sát, ok luôn. Rồi hết rồi đó. Còn có mỹ nữ nữa nè, mà chưa mở, xong nhiệm vụ nó mới mở nữa. Đại tướng quân đồ tùm lum hết. Ủa, đâu hết rồi. Rồi ở đây còn cái phi phong nữa nè bộ. Ôi ơi, nhiều lắm ha. Rồi link heo sẽ để dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha các bạn ơi. Anh em nào có chơi thì có thể tải về trải nghiệm ha. Ok, bye bye.